Chào bạn, lại là tôi Đào Xuân Nhất đây. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cho bạn cái cách làm thế nào để chúng ta có thể thay đổi danh mục của một cái sản phẩm bất kỳ sử dụng website WordPress. Thì đầu tiên các bạn truy cập vào trang quản trị website. Tiếp đến các bạn click vào sản phẩm các bạn. Và có cái tab sổ ra thì các bạn click vào tất cả sản phẩm. Rồi, ví dụ ở đây cái danh mục đồng hồ nữ chính hãng LSVTA đây, nó đang ở cái chuyên mục là Uncaller, tức là chưa có danh mục, phải không ạ? Thì các bạn click vào sửa nhanh. Đây, ở cái phần này thì các bạn kéo xuống. Ví dụ ở đây là đồng hồ, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ click vào cái mục là đồng hồ. Đây, đồng hồ nữ chính hãng thì chúng ta click vào đồng hồ nữ, đúng không ạ? Và chúng ta tiến hành cập nhật. Đó. Các bạn, tôi sẽ làm lại một cái sản phẩm nữa là đồng hồ nữ chính hãng King Now K1238. Nó đang ở chuyên mục này. Thì bây giờ chúng ta click vào sửa nhanh này. Rồi, chúng ta tắt cái này đi và chúng ta lựa chọn cái chuyên mục là đồng hồ nữ, đúng không ạ? Cái sản phẩm nào thì chúng ta cho vào cái danh mục sản phẩm đó, danh mục sản phẩm nha các bạn. Ok, sản phẩm nào thì chúng ta cho vào danh mục sản phẩm đó để cho dễ quản lý, và chúng ta tiến hành cập nhật. Đó. Đấy, vô cùng đơn giản. Như vậy là cái danh mục đã được đổi thành đồng hồ nữ rồi. Đó. Như vậy là tôi đã chia sẻ cho bạn cái cách làm thế nào để chúng ta có thể thay đổi cái danh mục sản phẩm một cách nhanh chóng nhất, đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần click vào sửa nhanh và lựa chọn cái danh mục mà chúng ta muốn thêm vào. Danh mục này chúng ta thêm sản phẩm này vào và chúng ta nhấn cập nhật. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chúc bạn thành công.